Rồi xin chào cả nhà. Đây xin chào anh em Thỏ mình nha. Đây sẵn có trái bê tông này, mình test cái công dụng, cái sức mạnh của nước tẩy của mình nha, cho anh em mình xem nha. Thì thường bê tông chạy thì trên cái đầu này thì khối đóng đen bằng là rất là cứng nha anh em. Thì mình test cho anh em mình xem cái thời gian của nó, độ mạnh của nó nha. Thì giờ này thì đây, giờ này 7:19 nha, 7:19 như 7:20 đi. Rồi mình để vô, mình ngâm nó khoảng 10 phút thì mình để mình coi cái hiệu quả nó làm sao nha cả nhà. Đây chai mình xài chai này nha. Thì chai này tại vì chai mình bán thì mình dán tem, còn chai này mình xài mình không dán tem nha. Rồi mình chế vô ngay cả nhà. Rồi mình ngâm nó khoảng 10 phút nha. Thì 10 phút sau mình coi, mình lại mình coi coi nó như thế nào nha cả nhà. Rồi mình ngâm trực tiếp ở đây nha. Nãy giờ mình ngâm 6 phút nha anh em, 6 phút mình cả nhà. Đây thì mình thấy nó ra đây. Đây mình là người thật việc thật nha cả nhà, mình không có mùa phép gì ở đây nha. Đây rồi, đây là mình ra đây mình rửa coi coi cái độ mạnh của nó nha. Mới có 6 phút rồi nha. Đây nước nó ra rất là đen, rất là mạnh nha anh em. Cái này là mình không rửa luôn nha, mình không có lấy cọ, không có lấy bằng chải đánh răng, cũng không có tác động gì tới luôn nha, mình chỉ ngâm thôi. Nó ngâm thôi mà nó như gì nè, thì anh em biết cái độ mạnh của nó như thế nào rồi nha. Đó mấy cái này mà mình lấy bằng chải đánh răng mà chà nữa nó sẽ ra nha anh em, hoặc là mình ngâm nó chút xíu nó sẽ ra. Rồi trắng nhôm luôn nha, không đen nhôm luôn nha anh em. Rồi có anh em nào sử dụng xài thì liên hệ cho mình nha.